Yeah, xin chào các bạn. Và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Thắng. Và hôm nay chúng ta sẽ làm không phải chạy taxi này ha. Taxi này để sau đi. Hôm nay chúng ta sẽ xử lý cái nhiệm vụ đó là đi làm cứu thương. Ý đâu phải đi làm cứu quả. Trời ơi, lộn. Thì mình muốn cứu quả thì đầu tiên mình phải kiếm cái xe cứu quả trước. Và đi kiếm thì mình phải làm như thế này đây. Mình sẽ gọi cho tới bằng cách đốt. Đó, đốt mấy thanh niên thì hết luôn. Ê chết rồi, dính tôi rồi. Quải. Đợi đi các bạn, đợi đi, khi nào nó cũng tới thôi. Mình thả thính rồi, các bạn đừng lo. Đó. Thấy không, thả thính là tới liền. Ê sao tốt quá vậy? Tốt quá vậy? Tốt quá vậy hả? Ồ, tự dẫn sát tới cho mình. Ơ rồi rồi rồi, hai tội rồi. Ủa, góng nhìn thứ nhất. Chuẩn chuẩn. Rồi, mình sẽ làm bật chế độ hay bật chế độ làm công việc. Đó, nút nút cấp lóc nha các bạn. Đã phát hiện mục tiêu. Cái gì vậy? Rồi. Ủa xây xây cái nợ cái ờ được được thế này thế số 4 và số 5 sẽ điều khiển cái tia nước à. Nút control là nút xịt nước, còn số 4 và số 5 bên dãy số bên phía tay phải của mình đó là điều khiển qua lại ha, qua trái qua phải ha. Đó. Ê còn kìa thanh niên kia, đứng lại chưa xong mà. Thanh niên này lì quá. Thì hình như mình sẽ làm tới 12 cái level á thì mới thành công nha các bạn. Chúng ta sẽ có cái khả năng là không bao giờ bị cháy. Đó. Là chúng ta có thể đứng trong một cái biển lửa nhưng mà vẫn bình thường, nhưng không có diện gì sẽ gai. Hai người phải xít. Đứng lại. Giờ tắm đã đến rồi. Tới giờ tắm rồi mấy cưng. Chạy rồi. Mụ già này. Chúng ta đã tới cái level 4 rồi các bạn. Màu đấy. Nhưng mà những cái level sau thì sẽ rất là nhiều người thì phải. Ê trời đất ơi. Nó không đứng yên một chỗ. Oh my god. Xịt 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 xịt. 3-4 thằng luôn. Khổ chưa. Được 800 đồng à, tiền lương như thế này cũng ok đấy. Trời đất ơi, $800 tôi ước gì mỗi tháng tôi được $800 tôi mừng quá khóc. Này nó chỉ cần nó lại xịt tí xíu thôi. Lấy 800 đồng này. Bà mẹ mấy thanh niên da đen. Nó không thấy mình đang làm hay sao. Kìa kìa nữa, đứng tôi đập kìa xịt nè. Ủa sao đó tụi nó không té. Oh my god. Chúng mày hãy đợi đấy. Sẽ có ngày tao sẽ trả thù. Trời ơi, hai xe như vậy. Oh my god. Đừng có cắn nha các bạn. Mình mà cắn nó chết là hình như bị trừ thời gian á, là có thể thua đó nha. Ghê lắm. Ủa tụi nó kìa. Hãy đợi đấy những cái thằng kia. Rồi sẽ có ngày tao trở lại. Vẫn đang em xử tụi mày nữa. Tập trước mình đã xử tụi nó hết lần này, nó chưa sợ. Bởi vì nó thù mình á. Nó gặp mình là xử mình liền. Nó quấy rối mình. Không cho mình hoàn thành cái nhiệm vụ thằng thánh này. Rồi ở đâu vậy? Hai chiếc xe. Rồi đây chúng ta sẽ kim cang bắt quại, không thể lửa, không thể xâm nhập chúng ta, không thể tiêu diệt chúng ta được. Ê. Thì có một cái game mình thấy rất là hay, giống y chang y chay luôn các bạn. Đó là game Bully ha. Một cái game đại ca trường học rất là tuyệt vời, rất là hay. Mình muốn giới thiệu cho các bạn. Nó hình như là cùng hãng với cái hãng game này luôn nè, hình như Rockstar hay sao á. Chơi vãi luôn, hay dữ dằn luôn.
Thì trong tương lai có thể mình sẽ chơi cái trò đó rồi quay cho các bạn xem ha, trò Bully. Nó nổi tiếng là một đứa con rơi của cái hãng này. Người ta kêu đó là con rơi không mà tại vì nó ra có một phiên bản à, và không bao giờ được phát triển thêm nữa. Nó vậy đó. Thì cá nhân mình chơi chưa từng mà về nước cái trò đó luôn, mình chơi phân nửa rồi bỏ không à, không biết sao nữa. Kiểu như mình chơi rồi tới nửa chừng cái bỏ ngang không chơi nữa. Cho nên là hồi đó giờ mình chưa từng phá đảo cái game đó. Mặc dù cái game đó rất là hay. Hay không thua GTA này đâu các bạn. Nói về một cái cậu học sinh vào trường học quậy phá, một học sinh cá biệt á, bị bắt vô học một cái ngôi trường thiết quân lực. Thì nó không phải thiết quân lực mà thuộc đại loại là cái trường đó là dành cho những kiểu như học sinh cá biệt đó các bạn. Có ký túc xá nam, ký túc xá nữ, có phòng ngủ luôn. Rồi chúng ta có thể chuồn ra thị trấn để quậy phá giống vậy nè. Thì rất là vui. Thì một lúc nào, một ngày nào đó mình sẽ làm game đó thôi. Thì có nhiều bạn comment cho mình cái game đó rồi. Mình có đọc comment mà. Thì các bạn cố gắng đợi đi, mình sẽ làm game đó thôi. Tụi đây sao nó chạy tùm lum trên trời. Không biết nó đang cực khổ ha. Đứng lại. Trời ơi, còn 3 phút 50 mấy giây phải gượt ba cái thanh niên kia nữa. Mấy thằng này chạy nhanh quá. Đã biết mình là mang lửa trong người rồi mà còn chạy lung tung, làm cho mình phải khổ như thế này. Thì nhiệm vụ này mình thấy cũng không có quá gắt gói các bạn. Chỉ cần các bạn tập trung thôi, điều khiển cho tia nước cho ok là làm được à. Chết mẹ không cắn này. Ê, cái chấm vàng đó đâu vậy? Coi map mới được. Hả? Ở trong sân bay à, đúng không? Nè, ở đây nè. Rồi, đúng con mẹ nó rồi. Trời ơi, đường xa mà làm nhiều nữa. Tụi này chát vãi. Chết tôi rồi. Sân bay không? Ôi trời ơi, lạc đường. No, tốn thời gian. Bà mẹ. Tiêu tôi rồi, cắm lợn này, ăn cắm lợn rồi các bạn ơi. Ô, đường tắt. Ok. Có mấy đường tắt này đỡ ghê. Má ơi, từ đây chạy tới đó chắc còn phân nửa thời gian, ác thiệt. Tụi này là muốn chơi mình đây nè. Xe có quả rip, rip như thánh. Ô, ô, cán chết người rồi. Mình thì mình rất là muốn stream cho các bạn xem ha, nhưng mà mình không có phòng riêng, mình không có điều kiện để là stream cho các bạn. Muốn stream thì chúng ta phải có một cái phòng riêng để làm. Đằng này mình không có, cho nên là thôi mình đăng lên YouTube cho các bạn xem thôi. Đi đường nào đây? Trời đất. Trời ơi, đường nào vậy? Chết rồi, cái sân bay này mới không chặn. Oh shit, oh shit. Oh, hình như là nó chỗ quân đội thì phải. Kìa, mấy xe này tránh đường cho mình đi kìa. Oh. Nó mà nghe tiếng còi hú là nó sẽ dừng lại hoặc là lắp qua một bên cho chúng ta đi. Sướng chưa? Còn 2 phút 53 giây. Do nãy giờ lạc đường nè, khổ thiệt. Trời ơi, ba chiếc xe taxi. Oh my god. Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hình như là một cái vụ tranh chấp khách hàng thì phải.
tụi nó đã tông nhau cho nên là bị dính một chùm gì nè, cháy luôn nè. Trời ơi trời, khách đông quá vậy, chửi chừng nào mới hết đây. Xịt cho mấy thằng công nhân té hết luôn nè. Ê đứng lại, đứng yên, cấm tự động. Trời 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 trời, ai bắn gì vậy? No, bắn xịt với xe mình. Rồi giờ lại quay về thị trấn cũ, khốn kiếp. Đừng lên đâu. Điện tắt được không? Trời ơi trời, đừng lật xe làm ơn. No, trời ơi. Ok, xin chào các bạn, mình đã trở lại. Thì hồi nãy mình đang làm nhiệm vụ thì bị tụi cảnh sát nó bắt. Bây giờ mình đã làm lại cái nhiệm vụ nãy đây. Mình đã làm lại đúng cái cấp nãy hay gì đó. Thì đây là cái thứ 8 hay gì rồi, thứ 7 hay level 7 hay là level 8 gì đó. Ê đứng lại. Oh my god, còn chiếc nữa. Trời ơi sao người đông quá vậy, làm sao tôi căng hết đây, nó chạy tán loạn như chuột vậy. Đứng lại tụi mày, có biết tao đang khổ không hả? Kìa con nó chạy kìa, khốn nạn. Tụi mày không phải là người ta, tụi mày là thực vật. Trời ơi, tại sao lại là gây khó dễ cho nhau như thế? Rồi, đâu nữa? Trời ơi, xe này chậm quá. Level 8 rồi. Vậy là nãy mình bị bắt ngay cái level 6 hay gì á. Hai chiếc xe taxi đã dính lẹo với nhau. Chỗ này nó có thù với nhau nè, nó tông xe vào nhau, sau đó bị cháy và dính ở đó luôn. Mình suy luận cứ như là Sherlock Holmes không bằng. Đúng rồi, chạy đi lũ khốn kiếp. Tụi mày là cái bọn mà phải nói là ăn ở không, đi kiếm chuyện cho người ta làm. Oh my god, nó chạy kìa, nó chạy vòng tròn luôn. Ghê thiệt, tụi này hiểm thiệt. Nó chơi á, mình cứu quả cho nó mà nó chơi chạy đường zig zag cho mình ngược. Come on, đứng lại. No, trời ơi trời, nó đầy mình tới đâu nữa rồi. Oh my god, lại là cái chạy quân đội nữa. Mệt lắm rồi đó, đuối lắm rồi đó. Mới có cái level 8 thôi mà đã như thế này rồi. Không biết tới level 12 nó tới cái nào nữa. Chỉ cầu mong là tới cái level 12 là không có bị bất cứ một cái trục trặc nào đó. Sợ lắm. Giống như nhiệm vụ cứu thương vậy đó. Đang cứu tới level kiểu như level 10 cái bị thua là khóc luôn. Rip cái coi. Điều. Trời. Sao thời gian ít quá. Chúng ta chỉ có 2 phút rưỡi thôi. Mà nó tuốt ở chỗ quân đội lận, khổ thiệt. Thời gian kiểu này là giết người các bạn. Không công bằng. Cứu thì một đống mà thời gian cho có chút xíu à. Oh no, làm sao đây, 2 phút là khủng khiếp. Trời mẹ ơi, 3 chiếc. Còn gì để làm nữa không?
Thì áo xanh kìa. Ô. Cái tập đoàn áo xanh. Thôi rồi tiêu tôi rồi, còn có 1 phút rưỡi à. No. Rồi. Gặp nữa. Gặp ngay những thanh niên quân đội rồi. Xong rồi các bạn ơi. Này thấy như thua hay sao. Thấy hơi thua thua rồi đó. Trời ơi trời. Tại sao? Tại sao tôi lại lâm vào cái cảnh này? Đồ khốn nạn. Mình mà thua là tại mấy thằng này nè. Trời đất ơi, còn có 2 phút rồi. Tụi nó làm của mình mất chắc cũng 30 giây chứ không hết đâu. Kìa. Ồ, 3 chiếc nữa. Khổ thân tôi. Sao lại nhiều bọn này thế nhỉ? Quá nhiều luôn á. Trời ơi. Trời ơi, xong đời tôi rồi. Như này thấy thua rồi. Chết con rồi. Yeah. Level bao nhiêu rồi? Rồi cái level 11 rồi. Này nó đưa mình tới đâu đây? Rồi biết luôn. Nó đưa mình vô trong sân bay không? Đây đừng vô ở đây. Oh my god. Một chiếc máy bay đã bị cháy động cơ. Giờ chúng ta sẽ lại cứu. Trời nó đụng kìa. Vụ này nghiêm trọng đây. Rồi. Chỗ này chắc thua các bạn ơi. Bởi vì nó cộng thời gian thêm cho mình, mỗi đứa mình xịt xong là nó cộng thời gian đi thì nó đỡ. Còn này nó tiêu rồi. Ê, trời ơi. Máy bay đụng tôi. Bới người ta. Ủa nãy nó hiện chữ xanh, hình như là mình làm xong rồi hay sao á. Không các bạn. Mình thấy nó hiện chữ xanh màu xanh lá cây. Cũng không biết nữa, để mình gán xong cái này thứ này. Để coi có gì khác người không. Mình sẽ tự sát bằng lửa. Để coi mình có chết không. Khổ quá. Nạn nhân kia đâu. Chỉ còn 20 giây thôi mày ơi. Tụi mày giết tao rồi. Ê! 10 giây! Trời ơi! No! Please! Rồi, thua! Mình biết mà! Thua con mẹ nó rồi! Để coi mình thử rồi mình có được đạt được cái chức năng đó không ha! Rồi! Oh my god! Thì nản rồi! Video của mình tới đây là chấm dứt.
Thì coi như bữa nay mình làm video này cho các bạn xem coi chơi thôi chứ không có đạt được cái mục đích của mình. Cho nên là các bạn hãy nhớ đón xem tập tiếp theo nha.